Phải nói con cá này nó bự mà nó già, bự lắm rồi. Thôi không có. Thôi, cho Săn Bắt Nhà Bè mến chào cả nhà nha. Thì hôm nay Săn Bắt Nhà Bè tiếp tục lại đi tìm kiếm săn bắt cua cả nhà ơi. Và mình đem theo mớ cần câu để mình cắm câu cá thòi lòi biển luôn. Nay hôm nay mình đi với Hải. Chào cả nhà nha. Thì mới sáng sớm mình ra mình khởi đầu mình bắt được con rắn rồi cả nhà. Nè. Rắn quá đã luôn. Đây. Này là con hổ ngựa nha cả nhà. Nó có ba sọc trên lưng nè. Đó, quá đã luôn. Rồi giờ đi theo hai anh em mình để tìm kiếm để săn bắt hải sản và cắm câu cá thòi lòi luôn cả nhà. Bây giờ ông anh mình ổng phát hiện cái hang cua nha các bạn. Rồi mình đi vô. Má trời. Hay không? Đi vô hoài. Đi. Con cá nữa. Con cá nữa nha các bạn. Cua cá luôn. Đấy luôn. Đây một con cua và một con cá. Con cá. Rồi, con cá vô. Tới công chuyện lên cả nhà ơi. Xui. Vì cái bóng nó bóng. Cua vậy. Đừng cá lóc, cá lóc rồi. Bò vỏ hả? Nè, thành quả mà được con cá lóc cái này nha. Nè, cá lóc với con cua nữa. Con gấu, cá lóc với con cua. Cái hàng vậy được con cá lóc con cua. Ngon được. Nó bói gì ta? Nó bói. Vô nó bò lên đây nè. À, có nữa mình sẽ quay. Bây giờ mình phát hiện con cua nó chui xuống cái hang cá bóng hùng nha các bạn. Mình... Hồi nãy thì mình bị bấm cái giòi. Nhưng quỳ à. Quỳ à. Chui đi, khó bắt. Lên con. Kéo lên chân sao vậy? Lên luôn. Ngủ gặp chú anh. Vô nó bò cứ khơ khơ vậy hoài. Chui vô hang cá bóng thùng cả nhà. Ừ, hôm nay. Ừ gà. Ừ. Rồi. Ngủ gặp chú anh nha. Được. Cô bự. Bự hơn cô nãy nha các bạn. Đó. Khơi khơi. Khơi sẽ được cua cả nhà ơi. Đi khơi khơi được con cua nha. À, cứng luôn. Hồi đi bắt thì không có, hồi đi khơi khơi cái có cua. Nước lớn bò ra mà. Đúng không? Ừ, cháu bò. Ừ. Nãy em đi lên gò. Anh Vinh gọi cho nó. Bò. Dấu lại chui vô hang cống thùng. Thành quả vậy là cũng ngon lành này. Cá lóc, cua, rắn gì tùm lum hết rồi. Ngon. Bữa nay chắc trúng bánh thôi các bạn ơi. Cái hang cá cống thùng vậy này. Hả? Nó cá nó lại không? Chạy vô đi. Chạy vô các bạn ơi. Lát có nữa mình sẽ quay cho cả nhà. Ông anh ông ấy lội xuống gió ngay chỗ ông đá đó, cái ông lội xuống gụm cua luôn. Chưa kịp quay cận ảnh cho cả nhà xem nữa. À, ông bắt con cua rồi. Đúng quá các bạn. Đây. Đu đi. Đi ngang sẵn mình thăm cây câu luôn, chín cá thò lòi nha các bạn. Chào bá luôn á. Rồi ơi. Mình chậu luôn nha các bạn. Coi sao rồi. Hạ lưới coi sao mình sao đây. Được cái thì mình ăn bỏ luôn các bạn ơi. Ấy à. Thì nó cắn lại. Ok. Có gì mình chỉ ghi hình luôn. Phát hiện thêm cái thang cua nữa nha.
Thì ông anh mình ở đó, mình đi mé bên đây. Con cua ở đầu, con cua nó đụng dưới nước mà không ở. Dạ là giò. Cua trứng gam chứ gì. Tới nữa. Trời ơi. Cua này bắt về nuôi cả nhà ơi. Bắt về cho mấy nhỏ nó chơi. Thả ao nuôi. Con nhà luôn nữa. Gì? Ăn cua mà nha gì? Nha luôn. Rồi không có luôn. Thả luôn luôn đi. Bây giờ mình phát hiện cái con cua nằm ở dưới nước nha các bạn. Hàng dưới nước. Hàng nằm ở dưới nước nè. Bây giờ mình này là bắt thiệt đó nha, chứ không phải là mình diễn đâu nha các bạn. Nằm dưới nước thiệt á. Chứ đi cái này cũng cực khổ lắm nha. Nhớ chia sẻ và một like cho Săn Bắt Nhà Bè nha các bạn. Anh em mình ráng đi có cái video. Bự quá, đéo tới hả? Không đụng gì hết. Cua luôn. Kìa. Cua chắc da nữa không á. Bự quá. Cua da nữa cả nhà. Lên như cả nhà. Ủa, chặt cứng luôn. Rồi. Cuối cùng cũng được thành quả. Tưởng nó không ở chứ. Rồi mình kiếm lạc mình chối nha. Cua gì không ở gì. Rồi có mình sẽ ghi hình cho các nha. Lũng bạc, lũng bạc. Rồi. Oh. Chào bá lửa luôn. Qua thử đây còn gỡ được câu được không? Không được chắc cắt lưỡi nữa cả nhà. Hí hí mình ra đây. Được được cái đó, cái đó được.
Lát có nữa mình quay cho cả nhà. Vô tình đi không cá hồi lòi đụng con cua luôn các bạn ơi. Cua chà bá luôn nha. Quay vô. Luôn đi. Lúm tiền, lúm tiền. Chuẩn. Đi đâu cho khỏi. Rồi, à, có nữa mình sẽ quay ra ghi hình cho. Muốn đụng này chạy đâu à? Chui ra mày. Thứ hung dữ. Hung dữ nè. Lột. Nhìn biết con lột. Thành quả một con cua. Tiếp tục. Đây con này cái này. Đó. Đó nó quẩn. Em. À, cắm đây. Thêm cây nữa có dính. Ơi rồi rồi xong lượm mình lượm mình lượm mình lượm cả nhà đây đó hai em có lý rồi à, được hai em à. Con cá ống thùng cổ thụ luôn cả nhà. Ui ui. Hết sức con cá rồi. Cá này cá thằng dạng luôn. Con cá. Ui ui con cá. Ui ui con cá này cả nhà. Ui ui con cá này nó bự. Con cá này cậu 300 gram hơn á. Quá khủng khiếp. Quá đã luôn. Ui, con cá nó mập. Ui, nó mập mà nó bự. Vô kẹo, vô kẹo. Vô rồi. Hết hồn con cá luôn trời. Ui, con cá này nó bự. Phải nói con cá này nó bự mà nó già. Bự lắm rồi. Thôi, không có. Hết rồi. Hàng này nó không về luôn cái này ở đây luôn á thấy đây. À, đây mình còn cắm cây cuối cùng cái này dính luôn còn bỏ vô đụng nha hả bỏ vô đụng mày đi ra luôn nha. Rồi, giờ nước lớn rồi mấy anh em mình về cả nhà. À, về nhà mình sẽ quay thành quả lại cho cái nhà xem nha. Nước giờ cũng đang lớn. Rồi, tình trạng là giờ mấy anh em mình đang ở dưới cái con dạch này cả nhà. Nước lớn. Tắm rửa xong anh em mình về. À, thành quả mình cắm câu được mấy con cá thò lòi cả nhà, đi được mấy con cua. Mấy con cua này. Sợ thấy nó ngoài. Bật nó ơi. Ơi, cho xong bắt nhà bè xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Hẹn cả nhà cái video tiếp theo.